Trái nhau, còn được gọi là trái noni, là một loại quả có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khi được sấy khô, trái nhau trở thành một nguyên liệu phổ biến trong y học cổ truyền và hiện đại vì các lợi ích sức khỏe đa dạng mà nó mang lại. Cách dùng trái nhau khô khá linh hoạt và phong phú. Giúp người sử dụng tận dụng được tối đa các dưỡng chất quý giá từ loại quả này. Một trong những cách sử dụng trái nhàu khô phổ biến nhất là pha trà. Trái nhàu khô được cắt lát mỏng và ngâm trong nước sôi trong khoảng 10-15 phút. Trà trái nhàu không chỉ có hương vị dễ chịu mà còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện hệ miễn dịch. Ngoài ra, nước trái nhàu khô còn được sử dụng để giảm đau, kháng viêm và hạ huyết áp. Trái nhàu khô cũng có thể được nghiền thành bột và sử dụng trong các món ăn hoặc thức uống hàng ngày. Bột nhàu khô có thể được thêm vào sinh tố, nước ép hoặc các món ăn khác để tăng cường hương vị và giá trị dinh dưỡng. Một số người còn sử dụng bột nhào khô như một loại gia vị để nấu ăn, đặc biệt là trong các món hầm, súp hoặc nước sốt. Ngoài ra, trái nhào khô còn có thể được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên. Khi trộn với một ít nước hoặc sữa chua, bột nhào khô có thể tạo thành một loại mặt nạ giúp làm sạch sâu, dưỡng ẩm và làm sáng da. Đối với những người bị mụn hoặc viêm da, mặt nạ từ trái nhào khô cũng có thể giúp làm giảm viêm và cải thiện tình trạng da. Như vậy, trái nhàu khô không chỉ là một nguyên liệu dễ dàng sử dụng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp việc kết hợp trái nhàu khô vào chế độ ăn uống và chăm sóc cơ thể hàng ngày có thể giúp bạn tận dụng được những giá trị quý báu từ loại quả này